Ăn cay được không Phất? Gì? Không trồng gỏi hả? Đang trồng gỏi nè mà. Sao chị lấy cái thao hay gì đó trộn xong nó bỏ vô chứ? Nè. Cái dĩa đó sao trộn? Không hả? Món hàu trồng gỏi sao vậy? Đó thì tụi mày chọn để nguyên vậy thì khỏi ăn trộn tới đâu. Ta để thịt gà trên. Cái này trộn nè. Bỏ gì rồi? Chưa bỏ gì hết. Chỉ bỏ tắt vô thôi à. Lấy đường một đêm muối ra đây nè. Để làm cay thôi. Em ăn được cái này trộn cay không? Trộn không cay á. Nột trộn cay là em đổ chén cay này vô rồi. Này là trộn không cay phải không? Ừ, trộn không cay á. Còn ai ăn cay thì chấm cay riêng. À, chưa chua ấy chưa miếng chanh thêm. Mày thấy tao nếm luôn mày kêu tao. Quất nếm quất. Nữa. Rồi. Đây này để sắc quyết sắc đồ để vô luôn. Bữa nay tháng 3 chơi gì mày chén? Ăn cháo ngó. Ngắn về bực bội sao vậy? Không ai chúc hết. Không, ta ăn cơm con nào cũng nấy bằng cái tô. Bên ngoài ăn tàu hũ. Không, còn bỏ ăn cơm mà. Không hầm mua mấy con về nhà đó. Sáng giờ ta đi hai rau kìa ông nội. Con tổ đó gì mà Trang ngồi kia. Nè trộn điếm thử đi. Con canh tới mấy ba đồ con kia thì chặn điện thoại cho gì mà Trang để chạy ra. Alo, cái gì tới đây luôn. Xem chưa? Thử rồi, vừa ăn rồi đó. Vừa ăn rồi đó. Chưa nếm nữa vừa ăn. Thôi đi. Lạc thì chấm, cái gì đâu. Có vị của ai xuống đây chưa? Mẹ có vị chứ gì. Cái anh bữa ngồi uống ở vô quận 2 hả? Cái gì? Sao? Có ai xuống nữa không? Xuống đâu? Xuống đây chơi nè. Không, đâu rủ ai đâu. Nhà chơi không mà. Ăn không à, rủ ai giờ. Thêm không? Ê, chua lắm rồi. Trời, bưng lên, bưng lên. Chọn cái khác nữa hả? Khỏi, chọn gì nữa. Cái này nó cái chén cay là gì? Chén cay đem lên làm nước chấm. Gà xong rồi nè. Cháu gà. Ừ. Cháu gà. Ủa mình xỉu quá rồi. Qua nhà bên này. Qua nhà vậy. Ê, ngồi. Này cũng lại ăn cái đùi gà nè, pin tiểu đâu rồi? Tiểu đi qua nhà đi chơi.
Thằng bé nào. Lấy bánh xèo đi, ấy cho ba ăn cái, hai cái không nhận vô. Có lấy ra chưa? Chưa lấy gì hết đó. Trang lấy một cái hay gì rồi. Gấp cái đầu, gấp cái đầu ra bổ chung. Con ăn đầu không? Nay con hàng nhiều lên. Mi đi cho rồi. Cho thì lấy, con cho thì thôi. Ngoài cho con luôn được. Con bây giờ con ăn đầu nữa. Con đổi nón rồi. Alo em bé ơi. Về trển rồi. Ai rước? Trang xuống rước.